Quý cô chú anh chị ơi, thì hiện tại giờ là cô ba cô đi đặt dầu ăn nè, rồi bột ngọt nè, đường nè, quý cô chú anh chị. Giờ mình phụ đem xuống ha. Con đi ra chỗ khác con. Rồi các con. Đi ăn đây, đi vô nhà đi con. Đi vô nhà. Cái bông cần kia vô. Đi. À đây mắm hả? Rồi cho mắm đi bà con. Rồi đây, đặt con đi vô nhà đừng có mắm nè. Năm ly cho mọi người, năm ly. Đi vô đây là chỗ ăn hả? Ba một phần nha. Ba một phần. Bây giờ kiểm tra đầu tiên là 2 4 đây là cái nước mắm mà năm ly siêu tiết kiệm hay cái gì? 8 của công ty chế biến nước mắm chưa biết thì nào rồi 2, 4, 6, 18 đây có 18 chai nha, 18 20 22 thôi dùng ăn đi ha. 4 đâu có 26 hả? Đâu có 26 nè, nó vui kiểm ở đây có 26 hả? Không. Mười ba, hai mươi, hai, sáu, bảy, hai mươi bốn, hai sáu à? Thiếu 4 nha. Là thiếu 4. Hai, bốn, sáu, tám, hai đàn. 15 này đủ nha. Đủ á, cái gì đường đủ đúng không? Đủ. Đủ. Bây giờ mắc đủ chưa? Dầu ăn, tiếp tục dầu ăn, dầu mắm đủ. Mắm đủ rồi đó. Đường này quý cô chú là đường cát trắng quý chị. Đường cát khô đàng hoàng. Đường cát khô. Kiểm dầu ăn đi rồi. Trắng rồi trắng. Ăn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây là 24 nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bình đường này là phiếu là 3 triệu nha mọi người, chẳng luôn ha. Giá là bao nhiêu? Giá 24 ngàn. Dầu là 30 nghìn một chai. Bột ngọt là 32. Mắm 14. Đường 24 là 3 triệu ha. 3 triệu đây. 3 triệu. Đường này được làm chế biến từ công ty đường nghe quý quý chị. Dầu ăn này được cũng chế biến từ công ty mà chế biến đồ ăn luôn. Nãy hồi nãy tới thêm 8 ngàn, hôm chị ba tính thêm vô 8 ngàn mua chai nước tương rồi mà không biết đây ta đã giảm rồi, chị ba tính mua qua cái chai nước tương mà bị tụi bay nói là ta sai ba nè. Ý là nói ra là đầu tiên là 400 ngàn. Dạ. Rồi là như thế vậy. Nó trên nhau 10 ngàn, 200 ngàn. Đặc ví dụ như là mua lại là 20. Nước tương nó vừa anh tính mua thêm 30 chai nước tương. Vậy rồi. Nghe chị ba nói không? Tính mua thêm 30 chai nước tương thì giá lại mà 8 ngàn đó. Thêm. Hả? 30 chai nước tương nhiêu tiền thêm luôn?
Đây 3 triệu này chị. Rồi bây giờ là nước em tính hay là à, thì nước tương là cái tâm thê tử thấy giá nhiều. Dạ 22.000 một chai. Không, tâm thê tử nhỏ kìa. 8.000 một chai. Đó, nãy giờ tao có chai thì lấy thêm 30 chai, thêm 30 chai đi. Rồi cho tiền nữa. Đó, đúng rồi, 100 ngàn, nhưng mà nãy là 110 được, 105, cái này là tao bớt đi. Tôi khiến nó động cái điện thoại á, tôi vô đây này đó. Ê, chạy cái gì vậy, cái mai của ta. Sao em, 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 để đem cái tương đi cho bằng đi, bằng không? Để cho đi, để rồi mình bỏ tương mình. Để cho đi, để rồi mình à, 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 mình bỏ trong thêm. Nãy giờ vì mình giới thiệu về ba món kia, chưa giới thiệu là bột Avidan quý vị. Avidan là bột ngọt, là có mang thương hiệu rất là đậm chất. Khi mà mình đem vô cái nồi canh là rất là ngon nha. Có đủ các thành phần như là trái cây nè, củ cải, cà rốt nè, củ tỏi nè. Đâu rồi, còn chở lên đây nè vậy? Đi trao tiền cho ba nhà. Hello anh. Trao tiền nữa đó hả? Trao tiền hả? Trong nhà này không trao. Trong rồi. Trong trong nhà này nè. Cô ba già ổng chứ. Già ổng với cái mần tự dài nhưng trao. Đây nè cô ba, anh Hùng Mạnh là con cũng chở đi chỉ xuống đây để hỗ trợ giúp mình đỡ ba hoàn cảnh này đó. Anh đi đó hả? Dạ. Ủa Hùng Mạnh ở đây anh là chuyên gia đi giúp đỡ mấy hoàn cảnh nè. Giúp đỡ mang qua đây. Giờ anh trao tiền hả? Dạ rồi. Trao nhiêu hả? Mấy triệu cho ba hộp hả? Đó thấy không? Dạ tính nhiêu? 4 triệu. Thôi 4 triệu là cũng được rồi. Thôi giờ mình lấy mặt mình bỏ vô đây cho họ. Anh ngồi chơi ha. Vô ngồi chơi, vô nước nè, vô đó đây. Nè. Con đi qua đi. Bây giờ mình sẽ chết bỏ vô ha. Con cho con cái bọc cái con. Đó. Bỏ vô bọc đi, bỏ vô bọc. Bỏ bọc vô sẽ vô luôn ông nội ơi. Đó. Vô thì sẽ hàng luôn. Mình anh ngồi qua bên góc mình nói nha mình. Có 4 món ha. À 4 món. Thôi, ăn hả còn chay không tương một sơ thôi một. Không tao cái chứ cái này nữa bỏ cho cho. Con cũng đừng đụng điện thoại con. Đây nước tương nữa đúng không? Và để chai nước tương mình phải để bằng gì nè. Dạ dạ. Đó, quanh sáng luôn mọi người. Lại luôn. Đó, ngày hôm qua 100 ngàn á. Ngày hôm qua 100 ngàn bộ phong bì đâu bằng cái này đâu mọi người. 100 ngàn mà mua chai dầu nè. Đắt ngàn cái mà nó ngon hơn, ví dụ hơn. Chai dầu nè, bình bột chai mắm nè, bình bột ngọt nè, đường nữa này đó. Thì bà con về có đủ nó ăn luôn đó. Còn thiếu một chai nước tương nữa nha. Dạ, có chai nước tương. Thêm có 8 ngàn nữa à. Không, cái đây là đủ đó, đây đủ 100 ngàn. Nhưng mà bữa nay á là... Nước tương nữa là đủ... bữa nay là mình thêm được 8 ngàn nữa. Một phần quà. Ê, cô. Cái này là cho cái nó bị lủng rồi. Theo đây, theo tắm. Cái xe đây mình 30 lâu nó không nhanh đâu. Đó, nếu mà đáng không có chút đó. Đây 100 ngàn rồi, mừng trả quá hả. Còn chai nước tư nữa nha. 108 ngàn rồi. Ê, bột ngọt đây đúng không? Đúng rồi. Đây nè, đây. Để đi. Đây là trong này nó đổ bột ngọt đúng không?
đó mà mình nó bị sót á. Không. Để lắm. Không có, ngồi em để đây rồi em bỏ vô. À, đừng con, tức ra con đừng có làm vậy, nó ấy. Cô ta kiên làm đi rồi, đi tiếp con không? Con muốn là chú có tính không quyền với chú hả? Xin ạ. Con có làm mà con nó hẳn đã. Đùa qua đây nữa. Đừng có bà đó rồi đó chí. Đừng quay bà. Để nó chín. Ba cụ đi. Em được hết. Làm rất là chuyên nghiệp. Em làm này là nó quen rồi ha. Đúng rồi. Nó đã nó hoành tráng ha. Đó. Bữa nay con nhà mình ăn mua rẻ ta, bà ba mua rẻ ta. Rẻ thì đồ ở đây rẻ. Chắc là cô ba quen á. Đây con chú em tả này cô chú. Đây. Đưa xin bịt muối coi. Được. Còn á. Đây. Chai dầu. Chai dầu anh. Chai dầu đó. Cô chú đây cũng 100.000 rồi nha. Chai dầu nè. Chai dầu. Đây em lấy cái phiếu cho coi luôn nè. Đó đây. Chai dầu. Chai dầu 30k 30.000. Rồi. Bột ngọt. Bột ngọt 32. Là 32 là 52. 52.000. Cái gì một nấu vừa. Đường ra đường 24.000. Đường 24.000 đó. Rồi chai nước mắm. 14.000 nữa. Tổng đây cũng 100.000 mình thấy sang không? Ngày qua mình cho một phong bì 100.000. Nông sao mà. Còn chai nước tương 8.000 nữa nha bà con. Nhìn nó đẹp không? Bà con nó hơn có 8.000 mà nó ngon hơn không? Nó nhiều phần. Cải, không được bán cho nó mà cải nha. Đó. Để thêm là cho quà gì đây nè, nó ngon hơn. Để mai mốt em cũng về, em mua về tặng cho bà con, thấy đã không? Bà con tâm lấy sách về nó mừng hơn. Con bao gạo đây về. Cái đây mà có 100.000 nữa thì đi bài luôn đó. Đó. Em để nó sát với mình. Cái này quay còn thiếu đừng bỏ vô hòa mình không bị sót rồi đó. Bỏ vô. Lúc nào bỏ vô người đây. Rồi. Cái kia là hết. Một cái dầu đó. Trời ơi, đầu đi lên đó, chào cậu ta nha. Sắp đi rồi. Đây lý tướng giữ tiểu về chạy. Ẩm nè. Nấu cháo cho cũng hai con cơm đây. Đây nấu chiên cha cơm đây đây. Đi chút xíu mình nãy bỏ vô cái đường sắp về nè. Dạ cô chú, hôm trước cô chú nhớ em về quê em phát không? Phát một phần quà tới 400.000 mà nhìn rất ít. Một bao gạo là 100 cho 108 đi ha. Rồi cái đây 400.000 mọi người. Rồi mình bỏ phần 100.000 nó rất là sang luôn ha. 100.000 thì bao nhiêu đi cái rẻ hết. Rồi mình bổ sung thêm một chai nước tương nữa. Là 108.000 một phần quà đây à. Bao gạo. Rồi cái thằng đó mà nếu mà giờ thiếu thì anh em mình lắp vô luôn. Không gấp đủ mà lần này không có lắp nữa. Không lắp nữa hả? Chị nói hả? Dạ, tính lên gửi đây luôn đó. Ok rồi mọi người.
đợi nó thương gì nữa là mình đấy nha, mình còn gì cho bán cho bà con. Đó, quá mình cảm ơn cô chú ơi. Đó, anh em mình vô sẵn hết trơn ha, giờ còn thiếu thiếu 4 bình bột ngọt nữa, với lại 30 chai nước tương, 30 chai nước tương nữa là mình sẽ đến 11 giờ anh em mình sẽ phát luôn ha. Dạ đó cô chú chị ơi, cảm ơn đến bạn của em ha. Bây giờ mình đi qua mình coi cô ấy thôi, nãy đi cô bà sau rồi đi. Ồ, cô sau một diễn biến khác nữa là bà coi tới bà cụ sau rồi. Em xã không nghèo nè, xã không nghèo. Bây giờ mình ấy là liên hệ tới góc đi học trường ấp ha. Nhờ thiếu mấy cô mấy chú thầy xuống vận động cho mấy người nghèo ăn tết. Đó, bây giờ bà Tư luôn ha. Tư hả? Hôm nãy bà nằm lâu rồi. Nằm đi. Giờ đi sớm rồi. Dạ không. Chút ăn lâu rồi. Nghèo cũng chết luôn. Được phần quà này đó. Bà mới nhận quà của ai nữa đúng không bà? À mới cho tiền bà nữa phải không? Quên rồi. Có chú nào đang đây. Đi bao nhiêu tiền? Được nhận được cái là 3 triệu. Phải không? 2 triệu là chị. 2 23 chị. Bữa cho đây nè, anh Hùng, cho anh Hùng. Quên tên rồi. Cái anh Hùng là con là cho địa chỉ xuống đây đó. Để hỗ trợ ba hộ đó. Để thấy nhiêu? Để thấy nhiêu chị? Hết rồi. Mới đây nè. Mới đây. Anh Hùng là bạn con đó. Cô là 1 triệu. Con cũng không nghèo đâu, cái gì hay ơi. Con cũng chỉ nhà nghèo. Tao đã thử kì mới có được nhiêu nữa. 1 2 3 Mình vừa đó. À, tốt lại là anh Hùng mới gửi cho bà 3 triệu nữa. 3 triệu nữa. Mình không nhớ tên mình có gì thôi, mình chỉ biết là anh Mạnh gửi. Đó bà con ơi, rất mừng cho bà ha. 3 triệu nữa ha. Cảm ơn nhiều. Nhờ chiếu nó đi gọi em lấy chứ. Con biết á. Có đòi cho tiền với chị em này luôn ngược ngự chức dạ. Theo con biết là hôm ngày là ảnh cũng gửi cho cô là mấy lần rồi đó. Mấy lần đó. Tại anh đó là bạn con mà. Dạ, con cho địa chỉ xuống hỗ trợ ba gia đình mà. Dạ. Anh em cũng YouTuber với con á. Đồng ai cũng khổ. Dạ, ba giữ sức khỏe nha bà, ăn uống vô nha bà. Rồi bây giờ mình rồi. Bây giờ mình về. Đây cô chú. À, 11 giờ sẽ phát từ thiện nữa nha cô chú. Đó, đang chuẩn bị rồi đó. Đó quý cô chú gì rồi giờ xong rồi ha. Anh em chuẩn bị đợi còn một cái chai 30 lai nước tương nữa với là 4 cái bịch bột ngọt Avida nữa là sẽ mấy anh em mình sẽ cuộc lại luôn và đợi tới 11 giờ là con cô bác đến đầy đủ là anh em mình sẽ tiến hành phát thôi ha quý anh chị. Em xin phép dừng clip em nha cô chú chị ơi. Hôm nay là anh em mình cũng sẽ chào tạm biệt bà con luôn chứ. À, đặt xe rồi cô chú. Xe quý anh chị đó. Nhưng mà ở làm phát từ bà con chiều rồi mới về. Đó. Mong bà con cô bác xem video anh em mình cũng nhớ like ủng hộ ha. Cái mẹ nữa hả? Quay cái mẹ cái nữa. Hai cái mẹ. Cái mẹ là nhớ chuyện ngày xưa nữa rồi. Xưa. Mẹ bên không? Hữu tình. Quý chúng chị ơi. Đó, anh em mình tiếp tục ha. Bỏ vô cho đủ mấy cái kia đi. Con này rẻ quá, chỉ có 8.000 một chai thôi. Đủ đó, bây giờ mình lại ra có thêm tương nữa. Bây giờ là mình lại bỏ cái tương vô đây đi nha. Không không vô. Bây giờ mình chắc thì mình chắc đẹp. Mình chắc đây nè. Bỏ đi một cây. Bỏ một cây tương, bỏ hộp luôn.
Để cho nó đẹp lên. Được. Sao mà làm gì chuyện ăn đi hình được? Mà biết người ta làm cái sân khấu hình là cái sân khấu để ngoài nó bời bộn lắm, nó đẹp chứ. Cái sân khấu. Người ta hát đồng quê, ta phải đóng cái gì, cái chuồng gỗ gì đó. Đó là hình ảnh ăn tiền của nó đó. Giờ mình ăn tiền rồi, giờ mình vô chứ. Ăn tiền nữa đó. Đó yếu quá. Để cho đẹp, đưa cái thôi lỡ đi nhỏ đây. Thay vì mình cho 100 ngàn ta đó mọi người lật sai vô quen sẽ luôn đây nè. Rồi bỏ nó 100 ngàn nữa. Thay vì cho con bì 200 ngàn mình kích ra 100 ngàn mua cái đây sang không? Người ta mừng nữa. Rồi một con bì 100 ngàn nữa đẹp hơn. Đó. Cái hình thức quan trọng lắm nha mọi người. Tại sao tao quảng cáo là người ta phải làm hình cho nó đẹp. Nó đánh vào cái tâm lý con mắt mình rất là đẹp. Đó. Quảng tráng không? Không. Chúng hàng bán chúng hàng chợ quá. Không chưa? Chứ tôi sắp bây giờ. 108 ngàn một cọc con nó đẹp không? 108 ngàn. À, bao gạo là một bao gạo 10 kg là 175 ngàn. Cái đây 5 món của 108 ngàn mình bán không? Đúng rồi, một phần quà. Như đây cô chú em lấy cô chú hình dung luôn cho dễ này ha. Như đây này đó, một con quà tặng như đây là 208 ngàn ăn hơn chứ. 283 ngàn quà tráng không? Cái đây có phô bì 400 ngàn nữa, y bà luôn đó. Rồi thôi bây giờ mình ra đâu mình làm tới đó ha. Không, tại vì cái nguồn quỹ mà nó vươn tới đó rồi, ngày qua người ta hỗ trợ bao một phần rồi. Bây giờ ra có thêm bao phần nữa mà. Người ta hỗ trợ 20 phần đó, mang xin thêm đó. Đó là tôi lỡ đó. Mình đã lỡ về đây mình hỗ trợ bà con rồi mà đi về. Bao một phần nữa. 400 ngàn nữa hả? 400 ngàn thì anh nói bạn được vui cho. Có ai? Nếu mà được thì tốt. Nếu được thì càng tốt. Thì các cứ cô tứ để cho bà con, để cho bà con vui là ok đúng không? Nếu được thì thêm 700 ngàn nữa thì cho bà con cũng là quá bánh đáng luôn đó. Bà con vui. Thì dân nhớ ở dân thường. Đây là bên này là số kêu đây là Di Minh. Còn đây là anh Hùng Mạnh đẹp trai. Anh em hay đi quay trên gặp. Giờ luôn đây mà anh đi mà không chịu. Giờ dọn rồi nè, để ăn rồi. Giờ xong rồi đó. Xong rồi bánh mì sáng rồi dân khác. Bánh mì bằng cháo gà không? Cháo gà. Cô ba mua con gà đó. Đãi xong rồi. Cô ba thấy hoành tráng không? Cảm ơn cô ba nha, cũng nhờ cô ba thiết kế đồ món đồ đây nó mới hoành tráng á. Thấy không, phải hoành tráng không? Dạ. Đãi, không mà nói, không ba mặc lại. Cô ba 400 ngàn nó bùng phiêu ha. Còn, chưa đâu, còn mấy phút nữa. Mấy phút nữa. Hoành tráng không? Đãi, không cãi, cô ba không. Đãi cô ba. Đãi cô ba, đưa về Mỹ Ngãi luôn. Dọn ra, cho thằng cái ăn luôn kìa. Chỗ này nè, con này chút xíu vậy. Dọn xong là rồi đó. Nghe không? Đó. 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 Đ
nó đẹp không? Bán không có bỏ thì phải để đại gì được đó. Dạ. Đó bà con ơi, xong rồi đó. Lát bà con bùng bầu trường khác là y đài luôn ha. Thấy không? Đó, bây giờ cứ chiếu lát khác nha cô chú. Cái công tác chuẩn bị là đầy đủ rồi. Đó quý cô chú anh chị ơi, đúng ra mấy anh em mình kết thúc rồi nhưng mà cô ba là chăm sóc nước tương đưa vừa đến nữa ha quý anh chị. Cảm ơn cô ba nha. À, cô ba đã thiết kế cho mấy anh em mình làm sẵn luôn quý cô chú anh chị. Ở đây nhờ người địa phương quý anh chị ơi. Chứ không có là xong luôn đó. Thôi bây giờ chúng mình xin kết thúc video tại đây ha. Xin chào bà con, hẹn bà con làm video tiếp theo ạ. À.